Đồ gỗ Sơn Hải chúng em xin kính chào quý khách. Hôm nay là mùa dịch ở khu em vẫn ấy thì vẫn bị có ảnh hưởng đến dịch, thì em xin được quay video trực tiếp bộ nghê phượng gõ đỏ tại 12 6 món hàng được đóng tay rất là đẹp ạ. À.